lần đầu tiên mà việc chạm vào cái đôi tay của bạn gái mình. Dạ. Đó như thế nào? À, cảm giác á, nó mát nó mềm mềm và cảm giác kiểu như là mình muốn nắm luôn á. Cưng cưng á, đúng không? Dạ đúng rồi. Đôi tay giống như em bé vậy đó. Anh có còn nghĩ giới tính anh có vấn đề tại sao? Dạ tại vì ảnh kiểu như cái cốt cách ảnh nhẹ nhàng lắm, nhìn như công tử bồn mà kiểu nhẹ nhàng. Thứ hai em cô nói chết rồi, có bị có hình không ta? Mà tự nhiên nhẹ dữ vậy. Không, hiện tại có ở với vợ con 2 năm thì cũng chưa có phát hiện thật xấu gì. Làm gì không có. Trời ơi, coi đó hai đứa gì rồi. Xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai đứa giới thiệu về mình. Con tên là Tường Vi, sinh năm 1995. Con sinh sống ở Đà Lạt. Hiện tại thì con đang là kinh doanh mỹ phẩm. Hot TikToker đó. Rồi, giờ mời con. Dạ, con tên là Nguyễn Tấn Việt, sinh năm 1995. Hiện tại con đang sống ở Đà Lạt, con đang kinh doanh chung với vợ. Hai đứa cơ duyên nào mà gặp nhau? Con thì ngoài TikTok ra thì con còn có làm một idol livestream, một cái app khác nữa. Từ lúc đầu con vô xem thì con thấy sao ngồi cái thế kỳ lạ này, không biết tôn trọng người nhìn gì đó. Để chân lên bàn, con định chửi rồi mà nghĩ là con để xem thêm xíu nữa đã. Rồi thì ra là bạn giơ tay lên. Khi con hiểu ra vấn đề thì lúc cái cảm xúc con sao? Dạ con hiểu ra vấn đề thì cũng thấy thương và đấy. Nhưng mà có một cái sự khúc gì á mà ngày nào con phải vô xem cũng được. Câu hỏi này nó hơi tế nhị xíu, là cái tay của con đó là bị từ nhỏ đúng không, bẩm sinh đúng không? À, con bị lúc con 5-6 tuổi và bị sốt đó con. Bị sốt đúng không? Dạ. Tôi không nghĩ là tay con nghiệp là bây giờ là không có cầm nắm được luôn. Dạ đúng rồi, bàn tay con yếu lắm, nhỏ xíu mà yếu ớt lắm. Rồi bây giờ con sử dụng điện thoại thì sao? À, thì con để trên tay, đồng tay này con chọt được vì con chọt vậy thôi. À, dạ. Thì nó vẫn cảm ứng bình thường ở nhà thì sử dụng chân. Hỏi tiếp bạn chồng á, lúc đó con đang làm gì mà con coi livestream? Dạ lúc trước á con ở bên Nhật, con xem chắc cũng tầm 2-3 tuần gì đó. Chứ là không vắng mặt giờ nào. Thì con thấy ảnh vô thì con nghĩ là ảnh cũng giống như bao người khác, là vô xem con vì yêu mến thôi. Và tặng quà cho con thôi. Hôm đó thì ảnh mới nói là sao kết bạn Facebook chưa thấy con xác nhận. Có một số em con kêu trời, em còn chưa được xác nhận, sao anh xác nhận được? Con mới vô xác nhận hết một lượt. Bắt đầu thì ảnh cũng nhắn tin cho con, nói chuyện như là rủ chơi game. Rủ con chơi game, con nói là lúc đó cũng đang buồn buồn, thôi chơi game cũng được. Chơi game thì hai đứa nói chuyện qua lại. Tầm 2 tháng giống như là ảnh lúc đó ảnh nói là ảnh có thích con rồi nhưng mà ảnh không xác nhận được. Ủa lúc đó là việc là đã về Việt Nam chưa? Dạ, dạ chưa. Ảnh nghĩ là hai đứa nói chuyện online với nhau thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bao lâu con mới về Việt Nam, bao lâu hai đứa tụi con mới gặp nhau ngoài đời? Hồi con về tháng 12. Con bắt đầu coi livestream là từ tháng 7. Khi mà ảnh xác định là ảnh tỏ tình với con rồi và chính thức bắt đầu quen rồi, trong vòng 2 tháng á, lúc mà ảnh về nước là ảnh thư chuyện với ba mẹ liền luôn. Con không nghĩ là nhanh như vậy. Con nói thử coi cái cảm xúc của con khi mà con gặp bạn này ngoài đời á, nó như thế nào? Dạ, lúc con gặp vợ con ở ngoài đời á, ở cái online nhìn kiểu như là to lớn. Để xét màn hình điện thoại á, lúc ra ngoài con gặp á, bạn rất là nhỏ. Cảm giác được phải người phải bao chở, che chở, bảo bọc đúng không? Dạ, đúng rồi. Con không hiểu sao tự nhiên gặp con bị rung á. Ấy là nhớ, ủa sao tự nhiên run ghê, bị ngại luôn, xong rồi khiến cho ảnh ngại theo luôn. Cái vô con cũng cứ cười cười, con không nói gì hết. Thế là ảnh lúc đầu cũng hơi ngại, sau đó là ảnh chủ động, ảnh nói nắm tay, ảnh hoàn qua không. Thì con cũng cứ tủm tỉm, con cười, con nói vậy. Ảnh nói là sao ở trên nói chuyện mạnh dạng không, mà sao xuống đây nó yêu thương. Cái cảm giác mà lần đầu tiên mà việc chạm vào cái đôi tay của bạn gái mình. Dạ. Đó như thế nào? À, cảm giác nó mát. Nó mềm mềm và cảm giác kiểu như là mình muốn nắm luôn á. Cưng cưng á, nó cưng cưng á đúng không? Dạ đúng rồi. Đôi tay giống như em bé vậy đó. Con gặp ảnh con còn nghĩ giới tính ảnh có vấn đề. Tại sao? Dạ tại vì ảnh kiểu như cái cốt cách ảnh nhẹ nhàng lắm, nhìn như công tử bồn mà kiểu nhẹ nhàng thướt tha lắm. Cô nói thôi chết rồi, có bị có hình không ta? Mà tự nhiên nhẹ dữ vậy? Vậy luôn á. Dạ ảnh thì xác định rồi á, nhưng mà con thì kiểu như thôi quen tới đâu tới. Được thôi, kiểu vậy đó. Cái con có chú tâm đó nhiều. Rồi cái thời gian mà con về Đà Lạt thì có tranh thủ coi như là qua nhà vợ ở ké không? Dạ có. Có luôn hả? Mới đầu là ở nhà em gái, rồi cái nhà em gái ở gần nhà vợ, rồi cái là qua nhà vợ, mà ở nhà vợ hồi nào không hay luôn. Tức là hai vợ chồng bây giờ là ở với mẹ. Dạ đúng rồi. Nó nghe nè, qua nhà ta ở, nhưng mà là có ở chung phòng không hay là ở khác phòng? Dạ chung phòng chứ. Ở chung phòng chứ. Dạ thì vô nhà thì chào chủ nhà trước, xong xin phép lên phòng chơi. Ngày đầu tiên thì không giống ngủ lại, nhưng mà ngày thứ hai thì mạnh dạn hơn. Ngày đầu chưa lên sao? Lúc đấy? Đầu về mẹ con đâu có ưa đâu. Mẹ con kiểu như là không ưa ở đây, không phải là ghét bỏ gì, nhưng mà ý là mẹ con kiểu làm như vậy là sợ con gặp người không có tốt quá, thì đây để coi thử như thế nào á. Cái lúc mà lần đầu mà gọi là tiếp xúc như vậy xong rồi á, là con có phá tan liền cái sự nghi ngờ là ý có khi nào mà lộn giới tính không ta không?
Dạ, vẫn cứ nói là chết xong mà nó cứ kỳ kỳ nha, tại cứ nhẹ nhàng kiểu nó thức tha lắm kìa. Con thấy cách đây con nhìn người nó nói, tôi tiêu rồi ta, tôi nói kỳ kỳ. Nói chung là xác định rồi, nhưng mà do nhìn cốt cách nên là cũng nghi. Nghi là con nói là có lấy tôi làm bức bình phong. Tụi con quen nhau bao lâu rồi mới cưới? Dạ, tụi con quen gần 2 năm. Rồi giờ như vậy là coi như mới cưới nhau. Yeah. Nhưng mà thực ra là đã ở chung với nhau là 2 năm rồi. Yeah. Thì trong cái thời gian mà ở chung với nhau á, con có phát hiện gì, những cái tật nào của bé Trinh á mà con bị bất ngờ? Ví dụ như là dữ nè, hay là hay ăn hiếp con nè. Dạ, xấu à. Hiện tại thì... Nhiều không con? Dạ, không có. Em thấy nó lén lúc nó nhìn. Dạ, dạ thật xấu thì dạ. Dạ, dạ. Cứ nói cho cô. Con nói đi. Con cứ mạnh dạn con nói đi. Hiện tại con ở với vợ con 2 năm thì cũng chưa có phát hiện thật xấu gì. Làm gì không có. Trời ơi, con đã rồi á, khổ ghê. Thôi để con nói cho. Nói gì? Ý là lên đây hơi bị khớp. Là tính con nóng ở đây á, là khi mà con thật sự giận lên thôi là con bị chọc, là bị ông kiếm chuyện. Còn bình thường thì con không có gì hết. Còn tại sao anh nói là suốt hai ở với con gần 2 năm nay mà con không có tính xấu thì thật sự là đúng là con không có thật. Và khi con có một cái gì đấy thì đều là phía bên mày gây ra khiến cho con phải như vậy. Ví dụ như là con đang bình thường cứ tối ngày chọc con phải nổi điên lên con chửi. Nói chung là tất cả những cái người mà ấy đều biện hộ cho bản thân mình là tại vậy con mới vậy, tại nọ con mới kia. Cái đó là người ta nói cho chính mình, thấy không? Còn cái này là cái đối phương phải nói. Thôi con mặc nó kìa. Có gọn gàng không? Dạ có, trong phòng thì bạn trong phòng thôi đúng không, nó hố này nó hố chữ trong phòng, còn ngoài phòng thì ngoài sao? Phòng sao không có nhìn, nhìn nữa nó nhìn nữa kìa. Trời con ơi, nói đi, cứ nhìn qua đây làm gì đó, thấy không? Nó gọi là vợ con đối với con rất tốt. Không có gì, là không có tật xấu gì luôn. Dạ, dạ không. Con không mong muốn vợ con thay đổi điều gì hết. Dạ không, không luôn. Dạ. Thôi giờ tới bé Vi đi. Ảnh thì tật xấu gì nhiều. Con không khui đấy, kêu người ta khui đó. Ảnh có cái tật là gây chuyện ấy, thì cứ nhiều khi chuyện cũng không đáng đâu, gây bánh dành lên. Cho là con như là rồi. Giống như là muốn á hả, hai đứa là có một lần nhớ là giống như gây banh luôn, muốn giờ con nó là đợt đó muốn đứt luôn rồi đó, con cho đứt luôn. Trời mưa là ông cũng cuốn đồ đâm trên phòng vậy, ông hốt hết đồ. Con tưởng là thôi đi cho đi chứ con cũng mệt, lúc đó con có rất là bình tĩnh, con lo cho nhóc quá hả, xúc miệng rửa mặt, con không nói ràng gì hết. Con nói bây giờ muốn cái gì thì cứ nói thẳng nó đi chứ đừng có làm kiểu đó. Xong rồi ông cũng đâm nó quá mệt mỏi rồi này kia, nếu ai làm gì mấy người mệt mỏi, không hề làm cái gì mà mệt mỏi, người mệt mỏi là tôi. Nó là hả, giờ chịu hết nổi rồi thì cũng luôn hết, làm thấy ghê lắm. Rồi xách xe thì cũng đi, con nghĩ ổng xách đồ ổng đi. Nhưng mà tới lúc mà con vô thì con thấy, ủa sao đồ để bên phòng bên kia, tại vì nhà nó không. Ủa sao gom đồ để ở đây chi vậy ta? Ổng đi đâu rồi, về nhà ổng ngủ ngon ngơ rồi cô. Có suy nghĩ đâu. Con thì con này cũng tức quá, con nói chuyện với nhỏ em chơi chung con á, thức đâu tới 2-3 giờ sáng tức khóc vậy đó. Đó, mình đâu có làm gì đâu, tự nhiên ổng vậy. Ổng về ổng ngủ, ổng đổi mật khẩu Facebook lúc rồi ổng làm gì, ổng ngủ ngon ơ sáng vậy đi làm bình thường. Không có chuyện gì xảy ra. Dạ xong ổng đi làm về, ổng về lại bên này cái ổng vô cơm con nấu ổng vẫn ăn. Mà có nói chuyện không? Dạ không nói chuyện, không nói chuyện gì hết. Con mới tức quá, con kêu thôi bây giờ ra đây ngồi nói chuyện cho đàng hoàng đi, là muốn cái gì rồi mình giải quyết luôn. Ổng ngồi im mà ổng nói gì hết á, ổng để mình nói trên trong khi mình cần ổng nói. Con ngủ nói đã rồi, ổng kêu vậy thôi cứ quyết định gì đi. Không biết quyết định gì luôn á. Thì một lúc sau thì con lỡ con nói con bị liệu á, cái ổng ngồi con đã quay chỗ khác rồi để con bình tĩnh lại, thì con quay thấy ổng bình mỉm cười hí hí hí. Rồi ông nhào tới ông làm hòa á con. Lý do gì mà con lại im lặng, con không trả lời với vợ? Con đang thắc mắc luôn. Con không biết nữa, mỗi lần mà vợ con nói con chỉ im lặng thôi. Có phải là con sợ con tức giận lên con nói, và con nói ra những cái lời nó khó nghe và làm tổn thương vợ không? Để vợ con nói xong, nếu mà nói mà đúng vấn đề thì con sẽ im, còn mình nếu nó sai thì con sẽ nói lại. Như vậy là vợ nói hoàn toàn đúng. Dạ. Mà con có khó chịu về cái việc mà con phải im lặng không? Dạ không, thì bảo là nó đúng hết. À vậy hả, vậy là ông sai hết. Luôn luôn đúng. Ừ. Ở nhà là ảnh làm hết công việc hay là như thế nào? Công việc á thì hầu như là con đều làm được hết. Ví dụ có mẹ thì mẹ có thể mẹ nấu cơm, còn không có mẹ ở nhà thì là con sẽ làm hết. Nhưng mà cái tính của ảnh á, cái ảnh này muốn vợ làm. Ở đây không phải là kiểu như là muốn vợ làm là xấu, mà kiểu như là ảnh thích kiểu mèo nheo á cô, là thấy vợ mình cái gì cũng làm được, cái gì cũng ok quá, là vợ ơi vợ à cái này kia. Dạ. Thì có bao giờ mà ảnh hứa hẹn hảo hiền không? Anh sẽ là đôi tay cho em. Cái khúc này thì cũng có hơi có ảnh có đó, là ảnh sẽ
làm cho con hay thế đôi tay này kia, sao tới lúc về thì kêu con cái ủa thấy thế đôi tay đồ mà sao giờ kêu tôi làm luôn mà anh cũng không có hứa hẹn, cũng không có phải là miệng lưỡi ngọt ngào vậy đâu cô. Đâu thì bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì á, con nói cho anh nghe đi. Cũng gần cái điều này con mong muốn con nói hoài luôn á, là nên thay đổi cái tính, là đừng có nên cọc, nên cáu hay gì hết. Rồi đặc biệt là cũng đừng kiếm chuyện vô cớ nữa. Đó là suy nghĩ một cách chu đáo một chút xíu, để ý một chút xíu, chứ đừng để con nhắc. Hay là con nói hoài, cái gì đôi khi con phải nhắc liên tục hết. Rồi con nói hoài, tại vì nếu mà như vậy hoài con sợ con nhịn không nổi nữa. Cái gì nó không có giới hạn á, rồi con nóng lên thì lúc đó con bung thiệt. Mà tụi con là có em bé chưa? Dạ thì con cũng không giấu gì cô với chú là con cũng mới có. Được bao lâu rồi? Dạ, em bé mới, được bao nhiêu tháng? Mới phát hiện ra được thì em bé được gần 3 tháng. Vậy hả? Ủa, nhưng mà hồi nãy con kể đó, con có mấy cái chi tiết mà con chăm cho thằng bé. Dạ cái đó là bé trai trước con nữa. À, là trước đó nữa là một bé trai. Bé đó được bây giờ là 4 tuổi rưỡi rồi. Là con hai đứa. Dạ. Dạ, bây giờ là bé thứ 2. Vậy hả? Rồi bây giờ là đang có em bé nữa. Dạ. Ôi chúc mừng. Trời ơi, chúc mừng tụi con nghe. Vậy mà ông bố cứ lúc nào cũng như là nhưng nít này nè đó. Ôi trời ơi. Bởi vì vợ con nói là đúng đó. Hiểu không? Con ghiền chọc vợ con hay gì? Vậy hả? Chọc vẫn vui. Chọc bả là thấy vui á hả con? Mắc cười quá vậy trời. Dạ cứ thích. Thôi chọc cho vui cửa vui nhà thì không sao. Nhưng mà chọc mà để cho phát hiện ra cấu. Phải là lật đật dỗ. Nhưng mà y cũng không được lâu đâu, hồi đứa cũng phải sọt cái này sọt kia. Cứ cặp lên con bạo và nó là làm ơn để cho tính hiền chút xíu, đừng để riết là thành hả hung dữ quá ai cũng nói hết á. Cô thấy nhà vợ con là hơi bị phi thường đó. Cô thấy là vợ con nhìn rất là mong manh đúng không? Mà làm được rất nhiều thứ luôn đó con. Vợ của con thật sự là rất là phi thường. Con có điều gì muốn nói với vợ mình hay không? Sau chương trình này chồng Son, chồng sẽ hứa sẽ thay đổi, bất cọc, bất nóng với vợ. Nhưng mà chọc vợ thì hỏi chồng vẫn nhận. Cái gì? Nói gì không nghe vậy trơn trời á. Anh nói là chọc vợ thì vẫn sẽ làm. Đó là nhu cầu không thể thiếu được hả con? Giờ hứa thì để cho mắt lên coi tôi. Làm chứng con cứ hả mà ấy gì con cắt một cái khúc này con đưa lên TikTok thôi. Cắt đợi cái đoạn này con chiếu lên ngoài. Có gì là mở phát sẵn. Đúng rồi. Cho con coi nữa chứ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai con nghe. Chào khán giả chương trình ạ. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Võ Nhật Trường, năm nay 31 tuổi. Hiện đang làm nhân viên kinh doanh. Thế con em? Dạ, em tên là Trần Thị Bích Hồng, năm nay em cũng 31 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Chắc đi bán gì đó gặp cái cô này. Có nghĩa là cái chị giới thiệu em vô trong chỗ làm. Xong bắt đầu em làm thì em vào trong đó em thực tập ở cái chỗ đó thì gặp ông xã em bây giờ. Thế là anh ấy bảo với em á, lần đầu tiên mà gặp em á là anh ấn tượng là cái khuôn mặt em. Sau đó là anh nhìn tới bàn tay bàn chân của em. Anh nó thích là con gái mà có một cái bàn tay bàn chân là nhìn cũng đẹp nên là anh thích. Có nghĩa là có nghĩa là em gặp bạn này cái là em yêu liền. Dạ đúng rồi. Chứ bây giờ cái mặt cái bàn tay bàn chân đó. Nó cái bàn tay bàn chân nó quyết định nhiều thứ lắm. Có nghĩa là mình nhìn vô nó mềm mại á, sau này nó người con gái mà mềm mại ít quấn chồng nên em chọn. Còn em gặp chồng em có dạ không ấn tượng gì hết chị. Vô gặp thấy người đâu nhỏ xíu mà mắt thì đẹp lắm, mắt lông mi dài, cong vút mà như con gái á, mà cứ nhìn là chớp đi liền vậy đó. Cái ảnh mấy sau này mới hỏi nó anh là có cái tật vậy đó, anh nhìn ai anh cũng chớp liên tục vậy hết trơn. Có nghĩa là nhìn ai chứ phải nhìn con gái không nữa. Dạ không? Đó. Nhưng mà em có thấy chồng em chân chất không? Dạ có, chân trai miền Tây mà anh chân chất lắm. Chắc là yêu vì điều đó yêu vì anh nhiệt tình. Tại vì lúc mà tụi em quen nhau á là lúc đó em làm tới 10 giờ đêm. Thì ảnh là làm kho là tới khoảng 5 giờ chiều anh về rồi. Nhưng mà anh ngồi tới 10 giờ đêm anh phụ em làm. Kể từ lúc đó thì bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Khoảng tháng mấy nữa. Mà yêu bao lâu mới lấy? Dạ yêu 5 năm mới lấy á chị. Nhưng mà là trong cái khoảng thời gian khoảng 3 năm là tụi em có chia tay. Lý do là tự nhiên ảnh bỏ bê em chị, không có thèm vén mảng gì tới em hết. Bình thường là cứ một tuần xuống gặp em 2 lần. Nhưng mà có 3-4 tháng trời không thèm xuống gặp em luôn. Em không biết lý do tại sao. Thế là em nhắn tin, em giả bộ em nhắn tin chia tay thôi. Cũng đồng ý chia tay luôn. Bình thường là không chịu đâu. Từ đó chia tay 6 tháng trời mới quay lại. Mà lý do sao em lại như vậy? Tự nhiên mình đang em bỏ do cuộc sống mình hồi xưa dưới quê nó cũng không được là khá lắm. Thì mình tự ti bản thân á. Mặc cảm bản thân thì nhiều lúc thấy mình tự ti quá nên thôi để buông xuôi cho vợ đi kiếm người khác. Sau khi cái lần quay lại đó thì chồng em nói lý do đúng không? Là tại vì chồng em tự ti như vậy thì em mới tha thứ và sau đó là hai đứa yêu nhau hơn nữa. Rồi từ lúc mà cưới về thì chắc có lẽ là các bạn đã quá thấu hiểu về nhau. Vậy thì có cái tật xấu gì không? Nói chung á là cái gì anh cũng hỏi ý kiến em hết á. Sinh nhật của em đúng không, em muốn là anh có một cái gì đó gọi là lãng mạn bất ngờ, nhưng mà không, xuống tặng một bó bông. Cái em ơi hôm nay em muốn đi đâu chơi, thế là em phải nói địa điểm nào đi chơi thì anh chở tới đó thôi.
chứ không bao giờ mà anh có một cái suy nghĩ là bất ngờ tạo cho em hết. Ngay cả cái lần đầu tiên á mà anh hôn em cũng vậy, anh cũng hỏi ý kiến là em ơi cho anh hôn một cái nha. Cái bắt đầu em là con gái mà mình lúc đó mình cũng không quen ai hết, không lẽ mình gật đầu đó đúng rồi. Cái xong bắt đầu cái em nói không, anh hỏi tới 3 lần mà lúc đó mình cũng muốn khung quay làm sao. Thế là em gật đầu nhẹ, cái đó anh hôn em, cái đó là cứ hỏi ý kiến. Dễ thương không? Dễ thương không đó à. Hai chồng em là có mấy em mà bé rồi? Dạ một ạ. Vậy chứ mới kìa muốn có em bé, anh hỏi em ơi muốn có em bé không? Dạ cái này cũng có. Tại vì mình coi phim này nọ rồi sợ bị quýnh lắm, sợ quýnh cũng sợ lắm, phải hỏi kiến trước cho nó chắc, thấy mà bàn tay mình nắm lại là an tâm. Nhưng mà buông ra là nguy hiểm, nữ mà buông ra là mặt chân bị tát, bởi vì em thấy nắm lại thì chắc ăn rồi. Thôi sợ đi. Ngoài cái tật xấu đó ra còn gì nữa không? Cũng còn cái tật là anh không có sâu sát về suy nghĩ của vợ. Ví dụ như là em nấu ăn đúng không? À, thì hả em trông con gì đó thì em á, ý tâm ý của em là muốn là chồng tự động tự chủ vô trong đó là phụ vợ. Là ơi vợ ơi em vợ muốn làm gì anh phụ cho, nhưng mà không, cứ nằm chơi game vậy đó, hoặc là đọc báo, đợi tới khi nào mà anh nhờ cái này nhờ cái kia bắt đầu mới đứng lên làm. Nhưng mà cũng thêm một cái tật đó là lề mề đó chứ. Ừ để đó anh làm cho, nhưng mà đợi khoảng chừng nửa tiếng sau quay lại, ủa anh ơi anh làm chưa? Chưa, để chút xíu anh làm cho, là tới lúc đi ngủ rồi mới chưa làm. Do cái tật em là ví dụ em đặt đọc báo rồi á thì nó bị cuốn hút vô trang báo, cuốn hút đọc chừng nào xong đi mình mới làm mới hứng có làm được. Cái đang đọc báo mà kêu làm rồi bởi vậy nó không hứng được. Mà cái em nghĩ là cứ khi nào mà vợ cần thì vợ cứ nhờ giả, chứ đừng có để người chồng phải đọc suy nghĩ. Bây giờ chị hỏi nè, tụi em á trong có một quá trình yêu nhau là 5 năm, bây giờ là 4 năm lấy nhau rồi, thì cái tình trạng hôn nhân của tụi em bây giờ là như thế nào? Chiến tranh lạnh, tại vì mỗi lần em nhờ không được là em giận, mà em giận là em không có nói chuyện liền. Anh cũng không bao giờ anh năn nỉ em, biết em giận á, biết em khóc luôn á, nhưng mà nằm ngủ một mình quay lưng ra chỗ khác ngủ, em nằm một mình quay lưng chỗ khác ngủ, cứ tình trạng xảy ra hoài á, mà tới giờ tụi em cũng không có hướng giải quyết. Có nghĩa là do hai chồng hiện tại, cái tôi hai chồng quá lớn thì em cũng biết, nhưng mà mình đang điều chỉnh dần dần để cho nó phù hợp hơn. Thì xưa cái tính em nó ngược so với bây giờ nhiều lắm, nhưng bây giờ em đã thay đổi nhiều thứ. Chị hỏi nè, bây giờ cái cuộc sống của vợ chồng em á, ai là người quyết định về kinh tế? Dạ chắc chồng em. Có nghĩa là chồng em á, so với cái hồi mà tụi em quen nhau, chồng đã thay đổi rất nhiều. Dạ, về công việc, đúng rồi. Về cuộc sống, về môi trường và cái vị thế của chồng em trong công việc, đúng không? Dạ. Đó, và đồng thời nó kéo theo cái thay đổi về tính cách. Đó, nó là như vậy. Nhưng mà em thì em thích chồng em ở cái giai đoạn trước hay giai đoạn bây giờ? Em thích chồng ở giai đoạn bây giờ. Thế thì tại sao lại có lý do là hai vợ chồng lại là chiến tranh lạnh xảy ra hoài? Em muốn nói chuyện lắm chị, nhưng mà em không nói được. Không biết sao trong đầu mình suy nghĩ, mình chửi, mình nói đủ thứ trong đầu mình á. Nó nhiều lắm, nhưng mà em không mở miệng. Không nói ra bằng miệng được. Đúng rồi. Mà mỗi lần mà em giận chồng em á, thì cái cảm giác của em như thế nào? Tức lắm anh. Tức ngủ không được á, mà tức mà phát khóc luôn á. Bắt đầu ngồi suy nghĩ ông này này nọ nữa. Nó suy nghĩ đủ thứ trên đời hết á. Chị cảm giác là giống như hai vợ chồng em á đang cố gắng muốn dẹp lại cái tôi của mình, tức là muốn bớt đi, nhưng mà lại muốn đối phương phải là người xuống nước trước. Hai người là cứ giống như mình đấu trí với nhau á, là bây giờ cái tôi của cô phải dẹp trước, nhưng bên đây thì cái tôi của anh phải dẹp trước. Dạ, tình trạng bây giờ đang là như vậy đúng không? Dạ. Cho nên thành ra là bằng mặt mà lại không bằng lòng. Thế thì bây giờ là vợ muốn chồng thay đổi điều gì? Điều gì? Nói chung là suy nghĩ tới vợ một chút xíu. Với lại hả, nếu như mà thấy vợ giận á thì chịu khóc kề hoặc ôm vợ một cái thôi cũng được rồi. Xuống nước nói ngọt cho em một tiếng á, em ơi cần anh phụ gì không mà này kia đâu đây anh giữ con cho hay này nọ, là cái là em nguôi giận em hết giận liền. Nó có khó với em không? Dạ không, đó em làm được. Hai vợ chồng mà nó giận quay lưng thì nó khó ngủ lắm trời đất ơi. Còn em vợ em? Em không muốn thích đón suy nghĩ nên là cứ vợ cứ cần gì thì cứ nói. Chị nói nghe nè, bây giờ em cứ muốn chồng em đón ý, mà chồng em thì muốn là nói. Em cứ nói ra, coi như mở ra. Dạ. Thế thì cái điều mà để mà em phải mở ra với chồng em thay vì bắt chồng em đón ý thì có khó với em không? Nếu mà lúc đang giận thì khó lắm chị. Đó, như vậy có nghĩa là em tự tìm cái phần khổ về cho mình. Đó. Dạ gì em phải như vậy, ví dụ chị nói nè, mình thương chồng mình yêu chồng mình, chăm chồng mình và cởi mở với chồng mình, chứ đâu phải ai đâu mà mình phải sĩ diện. Đúng không? Trong chuyện này là không cần sĩ diện trong chuyện này á. Cho nên bây giờ đón ý là cái công việc của cái người mà thâm trầm sâu sắc, mà phải đón ý được người khác. Thì giờ chồng em đã xác định chồng em như vậy rồi, em việc gì em phải để chờ đón ý. Anh ơi quét giùm em nhà đi anh. Thậm chí hai chồng mà chưa ấy còn nói vô níu đó, ổn rồi đó. Quét cho em cái nhà đi. Đó. Là em có làm không? Dạ chắc chắn làm đi, chứ mặt nói giờ không làm đúng không? Em thay đổi thử đi nha em. Đó. Anh nói nghe nè, đi ra ngoài xã hội á, mình đã phải đấu trí với bên ngoài. Đúng rồi. Làm mệt mỏi rồi. Mệt lắm. Về đừng đấu trí với nhau nữa. Cái gia đình của mình là cái nơi để mình cởi mở hết. Mà anh ơi em vậy vậy, anh ơi thế này nọ kia.
đó. Ngược lại thì ví dụ như em biết vợ em á, cái gọi là cái tánh của cái người mà hay tự ái hay này cái đó thì lâu lâu em phải gợi một chút, sao bữa nay vợ muốn anh phụ vợ cái gì nè, nói nghe coi. Thì sẵn cái đà đó vợ nói luôn, bây giờ đừng có đấu trí nhau nữa, bây giờ hai người phải là một. Bây giờ là nếu mà ổng không làm á, kêu con vô đó, ngắt nhéo ổng, cắn ổng. Một đứa đúng không? Dạ. Bây giờ phải làm ba cây chụm lại nên hồi mới cao. Anh nghĩ là em thay đổi được đúng không? Dạ. Em thay đổi được đúng không? Dạ. Được hết. Bây giờ phải áp dụng từ ngay sau khi vào chương trình này nha. Rồi, chúc em hạnh phúc. Hạnh phúc mãi mãi như thế này. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn Vân, có nhà là chị Quốc Hợp nè. Hai vợ chồng ở đâu mới đến đúng không? Dạ, con ở phường 6 ạ. Ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn luôn? Dạ. Ờ, tưởng đâu miền Tây lên. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh. Con năm nay 33 tuổi. Con cũng Sài Gòn luôn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mừng anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2, 3. Dạ, con chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng như nhau thôi. À, em với anh chị đi. Rồi, 2, 3. Em. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Công việc của Khánh là gì? Chắc tao đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Vậy đó hả? Hay. Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng ạ. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc vậy? Cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Không. Chị coi trên Facebook á. Ghiền coi lúc người ta cứu chó cứu mèo rồi cứu. Mình cũng thích luôn. Cứu hươu, cứu nai đó. Hươu nai thì ở nước ngoài. Thì coi hết. Ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ thật ra. Bây giờ giới thiệu đi khoan. Giới thiệu tên họ, công việc. Rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Uyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Time đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu, rất là nhiều, rồi nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó, rồi cái nguồn kinh tế là ai, ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ, thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550 mét vuông để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó, bé mèo đang bị tai nạn. Nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn. Hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Đấy là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một con bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, là anh đang hỏi có một cái trường hợp nào thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi á thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái
rồi bé nằm nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn, hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình, hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì em sẽ đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi ạ, mới sinh con thôi, vì đi kiếm ăn mà bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi, rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Dạ. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp không ạ. Thôi giờ mình vô cái vụ này chị. Đó. Lúc mà em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô gì? Dạ, công ty đa cấp thôi ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại, và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, mặc áo vest nữa. Và không biết làm sao, hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Nó chưa, ban đầu là đã có ấn tượng. Dạ. thích ảnh ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ, em cũng để ý vợ em, là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô, mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười, từ đấy là từ cười từ cổng mà vô tới tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá, mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em, là thế. Từ đó tự nhiên là hai đứa là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ, chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á, là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á, là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó, nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ, trước đó thì có một bạn với một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ. Thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết, nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ, thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải. Nhưng mà vì mê em cho nên mê giống mèo. Dạ, đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi làm vào một công ty đúng không? Dạ, thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học, mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mê đi làm mà ba mẹ không cho đi làm. Nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, còn em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ, cũng phải đi làm về cửa, cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á, là em có bị cảm thấy là nhục chí không, có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải, mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ, tự tin đúng hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao có không có chảnh, không có thấy
mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có không có da dẻ lắm. Đúng rồi. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng á. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đỡ hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin, nhắn ơ đồ. Dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, dạ. Tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo không? Dạ. Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em tập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mọi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái chỗ thấy... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà cú dạ, rồi heo thỏ có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha, này cái anh hỏi này, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó. Mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó, chuột mèo. Vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải duyên dạ, đúng không? Chứ không phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo sở thích đó. Tức là họ chuột nhưng mà chuột họ không chăm thì không được như vậy. Nếu anh đang nói có duyên á. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ, như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn. Dạ, thật ra là tiền. Đã nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé á. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là. Như là mỗi tháng em làm ra lo tiền nhỏ. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Lúc đó thì gia đình cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thoi thớp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp tụi em phần đó. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy á là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây họ thường biết mà tôi hỏi thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Nhiều lúc tụi nhỏ hư á la tại vì tôi đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ rồi nói rất yên tâm. Rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm bán vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng thì nhiều rồi đòi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không đó? Dạ, lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, 3 ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà mai có phụ huynh đúng không? Tức là dạ, đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa dạ. Gió dạ, không, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn rồi. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Thôi xóa đi. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nếu mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không?
em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á, nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều, thì ảnh lại là cho em ngủ, cho em ngủ tới giờ nào ngủ, xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên, xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ, thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm á nghe. Đó là những cái hành động lãng mạn đó. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm rồi bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ, tụi em không quyết định có con ạ. Không có con. Lý do? Để dành cho. Nói coi tại sao? Chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ cùng vợ chăm sóc tụi nhỏ, cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm, em muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày, thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng, rồi lỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm. Với lại một ngày nào đó, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực, kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi, bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ, giữa họ con họ với cuộc sống cái sinh mạng của họ. Dạ, đó đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bọc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, rồi tụi con không có thời gian chăm con, rồi tụi con thời gian chăm, nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi, con quyết định là tụi con không có con được không? Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi, mốt sau này cưới đừng có con được không? Có nghĩa là lúc yêu nhau sao? Là đã nói rồi đó đúng không? Dạ, vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mà được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác. Giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ, phá bỏ hết những nguyên tắc mà cho nên mình đặt điều ra đó trước mà. Giờ. Dạ đúng em rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ, em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người, nhiều khi thấy ảnh thì nghiền vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á, thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thật ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi. Là chọn thôi. Hạnh phúc là lựa chọn. Là lựa chọn đúng không? Chọn lựa chọn giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao? Rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu. Lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra. Đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra. Thì quá bất ngờ. Để cho anh khui đi đâu có để. Thôi giờ thôi. Là chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nói vậy?
trời ơi con không biết con em biết em làm gì nó nữa mà tự nhiên xong cái la ngược luôn không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Hai là đòi em ngủ đòi đuổi em không cho em ngủ giường mà đòi ngủ bỏ em đi ngủ ghế sofa. Bắt em là đuổi em đi ngủ ghế sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa là trong phòng á hả? Dạ, dạ từ nhỏ em có hai trạm là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây. Chỉ có cái nằm xí xí anh hỏi nè. Vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, tại vì nhà đâu thể phòng... nằm máy lạnh được. Dạ có máy lạnh nè. À. Phòng em thì nhưng mà rồi lông chó, lông mèo rồi thì sao? Tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi, tức là khi mà em chăm từ nhỏ thì hiếm khi mà từ nhỏ bị rụng lông á, tại vì mình chăm kỹ á. Với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chiếc người từ nhỏ thì đủ nữa. Nên gần như là từ nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ không bao giờ không hành động diễn được ra trước mắt bọn thú cưng. Dạ bởi vậy thường hai đứa là phải đi khách sạn. Dạ tốn thêm khoản tiền đó. Dạ trong dạ coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu tại vì thôi ra ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ rồi. Là 16 con chó dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. Em cho tụi ba các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết ấy, thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục giò heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Thương quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng dạ. chồng. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho dạ nổi? Không ạ, em vừa lắm, em vừa thiệt. Con em đi dọn thấy mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Rồi bây giờ những cái vấn đề tiểu tiện đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ, thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hai cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé nó tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là canh cho anh đi toilet cái nha, vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao khi mà tụi nhỏ gặp em thì nó bị thay não á, tức là đang bình xong cái tự nhiên gặp em vô là bắt đầu quậy tức bừng lên à. Nó cũng trời chó nó khôn lắm, nó dạ. coi mặt đúng mặt rồi dạ, đúng. Nó ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á dạ. Đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ cắn là chuyện bình thường ạ, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là ngay trên mặt. Đó là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm lắm, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách. Và lũng dạ ngay đây là lũng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không rồi em coi. Xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về em nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chăm? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đó có những bé dạ, đó với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị nghĩ chắc cũng khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 loài mà trời, chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận á là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm mặt xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có 2 bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải 4 người rinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu.
Tụi em chọn cách là đi theo bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc cũng nó cũng tu dữ lắm đó thiệt. Rồi rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy đúng không? Cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được. Hai đứa này cũng đâu trên trển á. Sứ giả. Em định nói đó chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Được. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy. Nha. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Đó. Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á, tức là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thực ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thật sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa vậy nó có thật xấu gì đâu? Dạ là anh không có thật xấu không gì luôn á. Không có. Gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Dạ. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi. Hai câu đó thôi, em nói chuyện với vợ anh đi anh. Vậy thì ảnh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cách thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cách thái quá. Ví dụ như em lỡ cầm một vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt trái cây. Nó không để anh gọt, để anh gọt. Tại vì ủa tại em, sao không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi mà. Dạ. Em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không. Dạ. Chẹp là bà nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu không? Cả cái việc nấu mì. nấu mì lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi, xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn, là mì, dạ mì ly á, chắc nước mì trộn khô chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn cười luôn. Dạ từ đó là em là em hơi hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Dạ. hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trùng cũng rớt xuống cống thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ. Em không muốn ảnh thay đổi gì hết, giữ y xì vậy. Dạ. Luôn chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên mà em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó. Dạ. Thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thật sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Dạ. Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này ví dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Dạ. Không, thật sự là như vậy nè. Trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm. Đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Yeah. Bởi vì em phá cái nguyên tắc, tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Yeah. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Yeah, yeah. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng. Ừ. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm. Yeah. Ông và ngược lại. Yeah. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Yeah. À, miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được. Ừ. Rồi. Không. Yeah. Cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao. Yeah. Em bệnh thì sao, đừng yeah, nghĩ cái chuyện mẹ đó, thì mất công lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ em thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi, nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi, chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự. Dạ. Chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc chứ... là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi. Mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần. Không. Dạ. Có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi. Thôi, cảm ơn hai đứa. Với cặp đôi này trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ. Dạ. Đến cho hai vợ chồng em nha. Dạ. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham. Dạ. Quan. Dạ. Cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Dạ. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Dạ. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình
sẽ tạo điều kiện để thì kết nối đó. Cái chuyến đi đó phải 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 chương và anh nhất quyết phải đi. Ừ. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok. Dạ. Rồi.